các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyên mục Bài Bếp Cùng Miko. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một món ăn thơm ngon nhưng cũng rất quen thuộc đối với chúng ta, đó là món bánh bò xốp hay còn gọi là bánh bò bông, được làm từ bột bánh bò xốp của nhãn hiệu Miko hôm xưa. Về phần nguyên liệu gồm có bột bánh bò xốp hôm xưa 650g, nước 500g, men khô ngọt có sẵn trong gói bột 1 gói, dầu ăn 100g, rượu trắng 20g. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện nhé. Đầu tiên các bạn sẽ trút hết gói bột bánh bò xốp, men khô ngọt, nước, dầu ăn và rượu trắng vào tô. Sau đó các bạn sẽ khuấy đều cho đến khi bột mịn không còn bóng cục. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng nước lá dứa hoặc nước lá cẩm để thay thế cho phần nước để tăng độ hấp dẫn cho món bánh bò xốp này nhé. Bạn sẽ khuấy cho đến khi hỗn hợp bột mịn không còn bóng cục nữa thì dừng. Sau đó các bạn sẽ để kín tủ bột trong khoảng 120 phút ở nhiệt độ phòng. Sau thời gian 120 phút thì bột đã dậy nở. Các bạn sẽ lấy bột ra và khuấy cho tan đều theo bột một chiều. Sau đó các bạn sẽ rót bột vào khuôn để được thoa một lớp dầu mỏng. Chúng ta sẽ rót tới gần tới miệng khuôn thì dừng. Tiếp theo các bạn sẽ hấp bánh trên lửa vừa. Thời gian hấp là từ 20 đến 30 phút tùy theo khuôn bánh. Nếu khuôn lớn hơn chúng ta sẽ hấp lâu hơn. Sau thời gian 20 đến 30 phút thì bánh đã chín, các bạn sẽ tắt bếp và lấy bánh ra khỏi nồi. Một mẹo nhỏ là các bạn sẽ lấy tăm tre xông vào bánh, khi rút ra thấy bột không dính trên tăm tre thì bánh đã chín. Chúng ta sẽ để nguội để lấy bánh ra khỏi khuôn. Bánh bò xốp hương xưa khi ăn xốp nhẹ, tan thì ngọt thanh vừa phải. Khi dùng các bạn có thể ăn kèm với nước cốt dừa hương xưa sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo. Với món ăn này các bạn có thể làm món tráng miệng sau bữa ăn hay món vặt vào cuối tuần, lễ Tết cùng gia đình hay bạn bè đều được. Chỉ với một ít thời gian thì các bạn có một món ăn thơm ngon và đầy dinh dưỡng cho gia đình mình rồi. Thật đơn giản đúng không nào? Chúc các bạn thành công với bộ miếng cô nhé!